Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trao quyết định cho Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cùng các Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng ban lãnh đạo viện gồm Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn, các Phó Viện trưởng Phạm Văn Lợi, Nguyễn Thị Phương Mai, Vũ Đình Hiếu cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường và mong muốn viện là một khối thống nhất, đoàn kết, nỗ lực để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bộ giao. Thưa quý thính giả, chiều 13 tháng 10, đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Sacheon Hàn Quốc do ông Yoon Hye-ong Kae-un, Chủ tịch Hội đồng thành phố làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại buổi làm việc, ông Yoon Hye-ong Kae-un cho biết chuyến thăm nhằm giao lưu, trao đổi, tiến tới ký kết thỏa thuận giao lưu hữu nghị giữa hai thành phố trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu các sản phẩm đặc sản, quảng bá du lịch, thúc đẩy các chuyến thăm trao đổi của hai thành phố về các lễ hội, sự kiện thể thao, văn hóa. Vui mừng đón đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Sacheon, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Quang Vũ Thảnh mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hợp tác đầu tư giữa hai thành phố ngày đi vào chiều sâu. Thưa quý thính giả, Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính, Ủy ban 2 của khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 12 tháng 10 đã tiến hành thảo luận về hoạt động điều phối phát triển. Tại phiên thảo luận, các nước nhấn mạnh Liên hợp quốc cần tiếp tục tập trung vào lĩnh vực phát triển, chú ý tới hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của các quốc gia thành viên trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các đại biểu cũng kêu gọi đảm bảo tài chính cho hoạt động phát triển, bao gồm cả nguồn lực để các điều phối viên thường trú có thể hỗ trợ hiệu quả các nước trên thực địa. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 10, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã bất đồng về đề xuất gia hạn thêm 10 năm giấy phép sử dụng thuốc diệt cỏ glufosate. Đề xuất đã không được thông qua do không nhận được phiếu ủng hộ của 15 nước thành viên có tổng số dân chiếm tối thiểu 65% dân số EU. Do đó, quan chức 27 nước EU dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này và bỏ phiếu trong nửa đầu tháng 11 tới. Nếu vẫn tiếp tục bất đồng, Ủy ban châu Âu EC sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 10, một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Bul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Bà Lan, miền bắc Afghanistan. Theo giới chức tỉnh Bà Lan, vụ nổ xảy ra bên trong thánh đường Hồi giáo Imam Yaman khi các tín đồ đang tham gia cầu nguyện. Nguồn tin của một bệnh viện ở Bul-e-Khumri cho biết hơn 10 người bị thương đã được đưa đến cơ sở này. Những tháng gần đây, Afghanistan cũng đã hứng chịu nhiều vụ tấn công lớn tại các trung tâm đô thị. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận đứng sau các vụ tấn công này. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 10, Văn phòng Công tố chống khủng bố của Pháp thông báo sẽ mở cuộc điều tra vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày tại một trường học ở thị trấn Arras, miền đông bắc khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Trước đó, kênh truyền hình đưa tin thủ phạm khoảng 20 tuổi và là cựu học sinh của ngôi trường nói trên. Người thiệt mạng là giáo viên tiếng Pháp, trong khi một trong hai người bị thương là giáo viên thể dục. Cảnh sát địa phương cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ và tình hình đã được kiểm soát, không còn nguy hiểm đối với người dân. Thưa quý thính giả, dưới tán rừng thông trăm tuổi, ông già rót nước đêm ngày ôm ấp chiếc thuyền đánh cá, giữ cho riêng mình trọn vẹn nét quan sơ còn sót lại của đôi mắt lây của biển hồ đầy. Nở một nụ cười không vướng bận muộn phiền, ông Nết dẫn ra bến thuyền, chỉ cho xem những manh lưới đơm cá dưới lòng hồ, bảo rằng con tôm con cá dạo này ít lắm, nhưng dù thế nào thì ông cũng ở đây, vì ân tình sâu nặng mà con nước đã chở che, nuôi sống dân làng Ianuen của ông qua ngàn đời nương rẫy. Ông sinh ra ở làng, tuổi thơ tắm mát dưới bến nước hồ Tơ Nưng, thời trai trẻ lặn ngụp bắt tôm cá cùng cha. Bởi vậy mà trên 60 tuổi thì ông đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề đánh bắt tép ở biển hồ của làng Ianuen. Ông đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của vùng đất. Với ông, ký ức về đôi mắt lây cu chính là những hoài niệm về năm tháng cuộc đời mình. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đang đến thăm thủ đô Hà Nội thì chuyến đi trong ngày đến Vịnh Hạ Long di sản thế giới được UNESCO công nhận sẽ là điều không nên bỏ qua. Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những thành tạo đá vô độc đáo nhưng cũng có một số bãi biển tuyệt đẹp. Một trong những bãi biển được yêu thích nhất là bãi Cháy, một bãi biển nhân tạo và thu hút nhiều khách du lịch.
Để có được toàn bộ trải nghiệm, hãy đi thuyền đến đảo Ti Tốp, nằm giữa vịnh, nơi bạn sẽ tìm thấy một bãi biển tuyệt đẹp. Nếu có nhiều thời gian hơn, có thể tham gia chuyến phiêu lưu qua đêm và khám phá bãi cát bàn chân, hòn bọ hung ít đông đúc hơn nhưng không kém phần ấn tượng với bãi cát trắng tuyệt đẹp. Thưa quý thính giả, Sai Ao Gợt Tinh đứng đầu danh sách những thị trấn nhỏ tuyệt vời nhất ở miền Nam xứ sở cờ hoa. Tọa lạc ở bờ biển phía đông bắc của Florida, Sai Ao Gợt Tinh được mệnh danh là thị trấn cổ lâu đời nhất Hoa Kỳ. Lịch sử ghi lại, thuyền trưởng người Tây Ban Nha Pedro Menéndez de Avila đã xây dựng thị trấn và pháo đài, đồng thời đặt tên cho thị trấn vào năm 1565. Đặt chân tới Sai Ao Gợt Tinh, du khách như được du hành thời gian khi đi dạo trên con đường lát đá cội cổ kính với những hàng cây phủ đầy rêu phong. Du khách có thể tham quan đài tưởng niệm quốc gia Castillo de San Marcos thế kỷ 17 bằng thuyền hoặc đến bãi biển để thưởng thức một số món ăn ngon của Tây Ban Nha. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.